Những ngày thực hiện giãn cách xã hội, trang Zalo chính quyền điện tử tỉnh Long An liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh, cổng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm thông suốt, phục vụ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp. Năm 2021, khi Covid-19 bùng phát mạnh, những nỗ lực của Long An trong chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số đã thực sự phát huy hiệu quả, phục vụ người dân doanh nghiệp với 161 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 8,7% và trên 1.400 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 76%, tăng 59% so với năm 2020. Hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Dược mục tiêu tỉnh đề ra trong năm 2021 đạt 35%. Trong 9 tháng đầu năm 2021, có trên 77.700 hồ sơ nộp trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tăng hơn 2 lần so với năm 2020. Ngoài ra, hàng ngày, người dân Long An đều có thể cập nhật những thông tin chính thống, kịp thời về tình hình dịch bệnh trên địa bàn qua kênh Zalo Chính quyền điện tử tỉnh Long An và bản đồ Covid của tỉnh. Thông qua kênh Zalo chính quyền điện tử tỉnh Long An, người dân cũng thuận tiện tìm hiểu thông tin, đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 34, tra cứu hồ sơ theo mã số hoặc QR code để biết tình trạng hồ sơ.